Kính chào quý vị, một tuần trôi qua và chúng ta lại gặp lại nhau. Thế nhưng như quý vị đã thấy, đó là một My Football Club rất khác. 7 ngày với quá nhiều những điểm nhấn đáng nhớ của thế giới bóng đá khiến cho Hồng Sơn cần thêm một người bạn đồng hành trong suốt thời lượng của chương trình. Và đây là Yến Nhi. Cảm ơn anh Hồng Sơn. Yến Nhi rất vui khi được là một phần của My Football Club, nơi chúng ta sẽ cùng nhắc tới những cảm xúc đáng nhớ nhất của bóng đá thế giới. Và có lẽ không cảm xúc nào nóng hổi và đặc biệt hơn trận bán kết lượt về UEFA Champions League giữa Real Madrid và Bayern Munich trên sân Santiago Bernabeu rạng sáng nay, phải không anh Hồng Sơn? Chính xác là như vậy. Quý vị thân mến, đó là trận đấu mà các cổ động viên đã được cả hai đội bóng đưa lên một chuyến tàu lượn đầy cảm xúc, nơi mà kết quả cuối cùng chỉ được phân định bằng những ranh giới đầy mong manh của môn thể thao vua. Chiến thắng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trước đối thủ Bayern Munich là một chuyến tàu lượn cảm xúc đúng nghĩa với những người hâm mộ bóng đá có cơ hội được theo dõi. Bởi chiến thắng ấy của Real Madrid chứa đầy những tình huống gây tranh cãi, nơi những ranh giới mong manh quyết định chiếc vé vào chơi trận đấu cuối cùng tại Wembley. Manuel Neuer đã chơi tốt trong gần như cả trận đấu. Anh xuất sắc cản phá những cơ hội 10-10 của những Rodrigo, Vinicius. Thế nhưng, chỉ một tình huống mắc sai lầm dẫn đến bàn thắng gỡ hòa của đội chủ sân Bernabeu, thủ thành kỳ cựu của bóng đá Đức lại bị coi là kẻ tội đồ, cướp đi cơ hội lên đỉnh châu Âu của hùng sám xứ Bavaria. Ranh giới mong manh là khi người ta tự hỏi đội trưởng của Real Madrid, Nacho Fernandez đã phạm lỗi hay chưa trong tình huống đội nhà có được bàn gỡ hòa. Cầu thủ người Tây Ban Nha trước khi có pha chạm bóng đã có tình huống được cho là đẩy vào mặt của Joshua Kimmich bên phía Bayern Munich. Bàn thắng không được công nhận và đội bóng nước Đức một phen thở phào nhẹ nhõm. Joselu là người hùng đã đưa đội bóng Hoàng gia từ cõi chết trở về với cú đúp chỉ trong vỏn vẹn có 3 phút đồng hồ, từ phút 88 đến phút 90+1. Giây phút cả hàng chục vạn con tim trên sân như nín thở, chờ đợi quyết định của trọng tài chính người Ba Lan Simon Marciniak để xem bàn thắng của tiền đạo bên phía Real có hợp lệ hay không, là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của trận cầu đêm qua. Để rồi khi vua áo đen chỉ tay về chấm giữa sân, Santiago Bernabeu như nổ tung vì sung sướng, trong khi các cổ động viên ít ỏi của Bayern Munich chỉ còn biết chết lặng. Họ không ngờ đội bóng của mình lại gục ngã đầy đau đớn như vậy. Sự đắng cay mà Bayern Munich phải hứng chịu còn đến từ quyết định gây tranh cãi của trọng tài khi không công nhận bàn thắng của De Ligt vào phút bù giờ thứ 13 của hiệp 2. VAR cũng không thể can thiệp ở tình huống này bởi tiếng còi của trọng tài đã vang lên trước khi cú dứt điểm của trung vệ người Hà Lan diễn ra. Thế nên, dù cho bóng đã đi vào lưới thì bàn thắng cũng không được công nhận. Quả thực, mọi khoảnh khắc trong trận đấu đều là những ranh giới vô cùng mong manh. Nhưng niềm vui chiến thắng thì chỉ có một, và nó đã dành cho đội bóng có DNA của nhà vua Champions League. Có lẽ ranh giới giữa người hùng và tội đồ là ranh giới mong manh nhất nhưng lại mang đến những cảm xúc khó tả nhất dành cho người trong cuộc, đúng không anh Hồng Sơn? Quả thực là như vậy. Trong hơn 80 phút trên sân Bernabeu, người ta thống kê rằng thủ môn Manuel Neuer đã có tới 5 tình huống cứu thua 10-10 và không ai xuất sắc hơn anh cho tới thời điểm mà Joselu điền tên mình lên bảng tỷ số. Nếu không có tình huống sai lầm này, Neuer chắc chắn có lẽ là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và hoàn toàn có thể giúp Bayern Munich chạm tay vào chiếc cúp Champions League một lần nữa. Như thật sự là cảm thấy thương cho Neuer bởi rõ ràng là anh không phải là cầu thủ duy nhất đáng trách trong thất bại này của Bayern. Nếu các cầu thủ khác trên hàng công tỏ ra sắc sảo hơn, tình thế cũng có thể đã rất khác. Nhưng sau hôm nay, sẽ chỉ có một người không thể quên kỷ niệm đáng buồn này, đó chính là Neuer. Vâng, và đó là ranh giới giữa người hùng và tội đồ. Và trận đấu rạng sáng nay còn có ranh giới giữa hiệp chính và hiệp phụ nữa. Sai lầm của Neuer sẽ không được người ta nhắc tới quá nhiều nếu như Bayern không gục ngã ở những phút cuối cùng để họ có thể làm lại trong hiệp phụ. Và có thể là Neuer sẽ được lập công chuộc tội trong loạt sút luân lưu thì sao? Thế nhưng điều đó đã không xảy ra. Với ranh giới khác cũng rất mong manh những quyết định cả số phận trận đấu, ranh giới giữa việt vị và không việt vị. Trong 90 phút bóng lăn, chúng ta đã chứng kiến một bàn thắng bị từ chối bởi VAR và ngược lại, một bàn thắng được VAR công nhận. Ở những khoảnh khắc nhạy cảm như vậy, VAR có đang làm cảm xúc của người xem bị ảnh hưởng hay không anh Hồng Sơn? Hồng Sơn nghĩ là ảnh hưởng thế nào thì còn tùy thuộc ở mỗi người nữa. Vì như chuyện chúng ta vốn là những người ủng hộ đội bóng nào. Bởi nếu nói về cảm xúc, rõ ràng những giây phút chúng ta chờ đợi quyết định của VAR cũng đã trở thành những khoảnh khắc chống chỉ định với những người bị bệnh tim. Yến Nhi có còn nhớ một trận đấu kịch tính khác ở trên MyTV cách đây một tuần chứ? Đó là trận bán kết FA Cup giữa Coventry City và Man United. Phút 121 trên sân Wembley, Coventry City vươn lên dẫn trước 4-3 và chuẩn bị hoàn tất cuộc lội ngược dòng vĩ đại trong lịch sử đội bóng này.
Nhưng trong lúc cổ động viên của họ ăn mừng cuồng nhiệt, còn đối thủ của họ dường như cũng đã đón nhận số phận của mình, thì VAR vào cuộc và khiến tất cả ngỡ ngàng. Một tình huống việt vị mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Báo chí nước Anh thậm chí phóng to hết cỡ hai đường kẻ giữa ranh giới để thấy rõ được sự mong manh. Huấn luyện viên trưởng của Coventry City sau đó còn trả lời phỏng vấn một cách đầy chua chát rằng Harry Wright hôm nay mà cắt móng chân thì chúng ta đã chẳng phải bàn về loạt sút luân lưu rồi. Dẫu sao thì Hồng Sơn cũng rất vui khi mà nhờ đó chúng ta sẽ có được một trận chung kết trong mơ, một trận Derby Manchester trên sân Wembley. Và quý vị đừng quên, MyTV sẽ phát sóng trực tiếp vào lúc 21 giờ ngày 25 tháng 5. Vâng, nhưng nói gì thì nói, và giải quyết các tình huống nhạy cảm nhưng không quyết định được trình độ của đội bóng. Và chúng ta phải thừa nhận rằng cụm từ ADN Champions League là thứ rất khó để giải thích và đã trở thành thương hiệu khó phai của Real Madrid, phải không anh Hồng Sơn? Vâng, chắc chắn rồi. Nếu quý vị còn nhớ cách đây 2 năm, bằng một cách nào đó, Real Madrid đã lội ngược dòng trước Man City để vào chơi trận chung kết với Liverpool và rồi sau đó đăng quang ngôi vô địch. Ở thời điểm đó, từ phút 90 đến 90 cộng 5, Real đã ghi đến 3 bàn thắng để giúp họ thắng chung cuộc Man City với tỷ số là 6-5 sau 2 lượt trận. Và vào ngày hôm nay, một cầu thủ vào sân thay người khác đó là Jose Lu cũng chỉ mất 10 phút cuối trận có mặt trên sân để kết liễu Bayern với một cú đúp và đưa Real Madrid một lần nữa góp mặt tại chung kết. Đối thủ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ở trận chung kết sẽ là Dortmund khi họ vượt qua PSG trong một trận đấu cũng rất nhiều cảm xúc khác. Trên sân bóng, xà ngang và cột dọc là nơi mà chúng ta nhìn rõ nhất hạnh phúc và tiếc nuối có ranh giới mong manh như thế nào. Và khung gỗ cũng thực sự là một nỗi ám ảnh với đại diện của nước Pháp. PSG đã có một trận đấu thực sự đáng tiếc khi tạo ra được thế trận áp đảo, tung ra tới 30 cú dứt điểm về phía khung thành của Dortmund. May mắn là điều mà nhà đương kim vô địch Ligue 1 vẫn còn thiếu. Xà ngang và cột dọc có tới 4 lần từ chối bàn thắng của thầy trò Luis Enrique. Dortmund là đội đi tiếp để trở lại với chung kết Champions League sau 11 năm và trong đội hình năm ấy được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Jurgen Klopp có hai cái tên hiện tại vẫn đang cống hiến cho đội bóng vàng đen đó là Marco Reus và Mats Hummels. Cả hai từng gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường và sau 11 năm với những gì đã diễn ra vào rạng sáng nay sẽ không có một trận chung kết toàn Đức nữa. 12 năm kể từ lần đầu tiên làm đồng đội của nhau trong màu áo Dortmund, 5 năm kể từ lần thứ hai, cả Reus và Hummels vẫn chưa có được chiếc cúp tai voi đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Hãy cùng chờ đợi xem liệu Reus và Hummels có thể hoàn thành điệu nhảy cuối cùng của mình tại Dortmund với ngôi vị quán quân của Champions League hay không nhé. Nhắc đến những điệu nhảy cuối cùng, Yến Nhi muốn đề cập tới một ngôi sao bóng đá khác cũng để lại dấu ấn đậm nét trong tuần qua là Cristiano Ronaldo. Chúng ta từng nhắc tới ranh giới giữa người hùng và tội đồ trong bóng đá. CR7 từng bị coi là tội đồ khi anh phải nhận thẻ đỏ vì đánh nguội đối thủ ở trận bán kết Saudi Super Cup. Và với một cầu thủ giàu nghị lực, ranh giới từ sai lầm tới những chiến công cũng chỉ kéo dài trong vỏn vẹn 2 trận nghỉ thi đấu vì treo giò mà thôi. Vẫn là câu hỏi ấy, đến bao giờ thì anh ta mới dừng lại đây? Cristiano Ronaldo, ở tuổi 39, thực sự khiến cho người hâm mộ toàn thế giới phải chú ý đến mỗi khi anh xuất hiện. Dù đôi khi mọi thứ đi hơi lệch hướng một chút, và phải thừa nhận rằng cá tính khiến cho cầu thủ người Bồ đã nhiều lần chịu phần thiệt về mình. Ronaldo có lẽ cũng là người nhận thức rõ nhất một điều rằng mọi ống kính và mũi dìu chẳng mấy gì thân thiện của dư luận sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới anh. Báo chí chỉ trích anh đánh người với món nghề cùi chỏ thần thánh. Báo chí nói rằng anh đã đấm nhầm quả bóng chứ mục đích chính là chơi gã trọng tài kia vì đã rút thẻ đỏ với anh. Tất cả như chia hết những chỉ trích nặng nề nhất về phía cầu thủ người Bồ mà gần như chẳng bận tâm đến việc gã cầu thủ của Al Hilal mới là người thực sự khơi mào cuộc chiến này khi liên tục có những tình huống khiêu khích rõ ràng. Rồi người ta lại quay sang so sánh anh với đại kình địch, dù rằng cả hai đã cách nhau cả nửa vòng trái đất. Họ nói rằng Messi điềm đạm và tỉnh táo ra sao, thì đằng này cựu cầu thủ của Real Madrid lại bồng bột và sốc nổi, lại chẳng ra làm sao như vậy. Nhưng đó là cảm xúc thật, đó là những phản ứng của cái tôi mang tên CR7. Và cũng cần biết rằng chính thứ tinh thần ấy mới biến Cristiano trở thành biểu tượng như ngày hôm nay. Màn comeback diễn ra sau án phạt cấm thi đấu một trận, Ronaldo ghi liên tiếp 5 bàn trong 3 trận đấu gần nhất, với 2 bàn trong trận bán kết King's Cup trước Al Khalê, và sau đó 3 ngày là một hat-trick khác. Thật tình cờ hat-trick ấy lại rơi đúng vào ngày chủ nhật, nên người hâm mộ lại nhắc về câu nói Sunday, the King play, quen thuộc. Không chỉ là cột mốc làm mọi người quên đi những chỉ trích trước đó, mà 3 bàn thắng này còn giúp anh đạt được nhiều cột mốc quan trọng trong sự nghiệp, đặc biệt là 66 cú hat-trick. Người ta đùa vui rằng tuổi 41 mới lên đỉnh cao trong sự nghiệp với CR7, và chúng ta hãy cùng thử ra xem tại sao lại không chứ. Ở tuổi 39, Ronaldo vẫn là đầu tàu cũng như là một trong những ngôi sao sáng nhất tại Saudi Pro League.
Anh ghi được 32 bàn thắng ở giải đấu, mặc dù Al Nassr đã gần như hết cửa đua vô địch. Bởi Al Hilal quá mạnh, họ đang xếp phía trên. Và đây là hat-trick thứ 66 trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Ronaldo. Và là lần thứ 10 mà anh lập một hat-trick hoàn hảo. Chân phải, chân trái và cả đánh đầu nữa. Vâng, chỉ xét riêng mùa giải này, tiền đạo người Bồ Đào Nha là vô phá lưới với 32 bàn thắng, vượt lên trên người xếp thứ hai là Mitrovic của Al Hilal với 24 bàn thắng. Anh cũng đang là chân kiến tạo tốt thứ hai giải đấu với 10 đường kiến tạo, chỉ thua Riyad Mahrez của Al Ahly với 11 lần. Tài năng và bản lĩnh của Ronaldo cho chúng ta thấy, trong bóng đá có những ranh giới giữa người hùng và tội đồ, giữa chiến thắng và thất bại, giữa dòng kẻ của Việt vị và không Việt vị. Nhưng có lẽ xa vời nhất vẫn là ranh giới về trình độ. Vâng, và đó cũng sẽ là điểm nối để mà chúng tôi đề cập đến một điểm nhấn khác trong tuần qua liên quan đến bóng đá trong nước. Thưa quý vị, trong khi những nền bóng đá khác họ đang dần thu hẹp trình độ với chúng ta, thì khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam với những nền bóng đá hàng đầu khác lại không dễ để thu hẹp. Hãy nhìn vào tình cảnh của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026 và đội tuyển U23 Việt Nam tại chiến dịch Asian Cup vừa qua thì biết. Chúng ta thất bại trước các cường quốc tại châu Á với cách biệt không quá lớn. Thế nhưng xem trận đấu thì vẫn thấy đội bạn ở một đẳng cấp cao hơn và những người mạnh hơn thì họ luôn biết cách định đoạt trận đấu. Xem cách mà đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu, có thể thấy với nền tảng thể lực và kỹ thuật hiện tại, có cảm giác các cầu thủ của chúng ta luôn tự tin nhất và phù hợp nhất với lối đá phòng ngự phản công. Mỗi khi gặp các đối thủ ngang hoặc là hơn về trình độ, phải không anh Hồng Sơn? Vâng, đúng là như vậy, và điều này có lẽ lý giải một phần nào đó nguyên nhân mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã chọn huấn luyện viên tiếp theo cho đội tuyển quốc gia là ông Kim Sang-sik, một cựu cầu thủ ở vị trí phòng ngự và luôn đề cao sự chắc chắn bên phần sân nhà. Những nụ cười thân thiện, những cái bắt tay nồng nhiệt và những cái ôm thắm thiết, đó là những điều mà tân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam, ông Kim Sang-sik thể hiện khi đặt chân đến Việt Nam vào chiều ngày 5 tháng 5. Ở một cương vị mới, một chuyến hành trình mới hứa hẹn sẽ mang đến một thử thách đầy thú vị với người hâm mộ bóng đá Việt Nam và bản thân chiến lược gia người Hàn Quốc. Trên coi mạng thì người hâm mộ truyền tay nhau bức ảnh trùng hợp về ba huấn luyện viên Park Hang-seo, Philippe Chu-se và Kim Sang-sik. Trận đấu giao hữu giữa Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra tại Tokyo vào tháng 12 năm 2000. Khi đó ông Chu-se dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản, ông Park Hang-seo chỉ đạo đội tuyển Hàn Quốc với vai trò huấn luyện viên tạm quyền và ông Kim Sang-sik là người phải nhận thẻ đỏ ở trận đấu đó. Một sự trùng hợp thú vị giữa ba người tượng trưng cho quá khứ và hiện tại của bóng đá Việt Nam. Hợp đồng của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ kéo dài đến hết tháng 3 năm 2026. Đây là khoảng thời gian mà đội tuyển Việt Nam không hề dự vòng chung kết Asian Cup, trong khi chiến dịch vòng loại World Cup 2026 gần như chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục với chúng ta. Điều đó có nghĩa là VFF không đặt ra mục tiêu thể hiện tại sân chơi châu Á hoặc chinh phục vòng loại World Cup với ông Kim Sang-sik. VFF chọn phương án an toàn, đó là quay về với các mục tiêu ở Đông Nam Á. Tôi cũng sẽ cố gắng xây dựng đội bóng như vậy và giúp các cầu thủ có sự phát triển tốt nhất. Tôi tự tin vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam và tiềm lực của nền bóng đá nơi đây. Tôi có sự chuẩn bị riêng của mình để cùng các cầu thủ xây dựng nên một tập thể đoàn kết để đạt được kết quả như mong muốn. Với tôi, cầu thủ ở thế hệ nào, tôi cũng nhìn nhận từ nền tảng ban đầu, không phân biệt mới hay cũ để đánh giá họ có phù hợp hay không. Vì thế, tôi cũng mong các cầu thủ dù là ai cũng sẽ nỗ lực để có được cơ hội. Lãng hoa được huấn luyện viên Park Hang-seo gửi tặng trong ngày chính thức nhậm chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia như một lời động viên, cũng đồng thời là một thách thức với chính huấn luyện viên Kim Sang-sik ở chặng đường tiếp theo cùng bóng đá Việt Nam. Những ngày vừa qua thì quý vị có thể đã tìm hiểu về huấn luyện viên người Hàn Quốc này. Ngoài triết lý bóng đá thì ông Kim có rất nhiều những điểm chung với thầy Park Hang-seo. Như chúng tôi đã nói, trước đây thì hai người từng là thầy trò tại đội tuyển Hàn Quốc, còn bây giờ thì cùng chung một công ty quản lý. Ông Kim được cho là có phong cách quản trị khá giống với thầy Park. Và đây là một điều quan trọng, bởi là một người Hàn Quốc, ông được kỳ vọng sẽ thấu hiểu văn hóa và con người Việt Nam và là một người phù hợp với bóng đá Việt Nam giống như là thầy Park vậy. Thế nhưng cũng có những điều mà khiến nhiều người lo ngại trong bản CV của ông lại có một số điểm tương đồng với huấn luyện viên Philippe Chu-se, như là việc không trọng dụng các công thần, bị người hâm mộ phản đối và lời chia tay với đội bóng thì thường không quá êm đẹp. Vâng, có thể thấy rằng tìm một huấn luyện viên ngoại vừa giỏi vừa phù hợp là điều chẳng hề dễ dàng, bởi những lựa chọn dù là an toàn nhất cũng luôn tiềm ẩn rủi ro. Giờ thì chúng ta chỉ có thể chúc huấn luyện viên Kim Sang-sik gặp nhiều may mắn trong công việc mới của mình. Và đó cũng là lời kết của chúng tôi trong My Football Club tuần này với chủ đề những ranh giới trong bóng đá. Hồng Sơn và Yến Nhi xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong các chương trình sau.